Xin chào, chúc bạn có một ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Mình là Phùng Thêu, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Vendo, là kênh chia sẻ kiến thức về đầu tư bất động sản. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh ở góc dưới cùng bên phải video, sau đó ấn subscribe để kết nối và xem những video hữu ích tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nội dung của cuốn sách Định giá bất động sản, hướng dẫn định giá và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Việt Nam. Tác giả Trịnh Văn Mạnh, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Giọng đọc Phùng Thêu. Lời nói đầu: làm thế nào để định giá giá trị thật của một bất động sản bất kỳ trước khi xuống tiền? Tôi tin rằng không dưới một lần bạn trăn trở về việc này. Khi mới bắt đầu vào con đường này, tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy. Vì thế, tôi muốn chia sẻ cho bạn cách để định giá được bất kỳ bất động sản nào, cũng như đánh giá được tiềm năng tăng trưởng của nó. Bạn sẽ tự quyết định được thời điểm mua, thời điểm bán, dựa vào con số chứ không phải cảm tính hay lời khuyên của bất kỳ ai. Để làm được điều này, bạn cần biết chu kỳ của bất động sản, những quy luật đang chi phối giá của bất động sản, cách định giá chính xác của một bất động sản. Ba vấn đề trên tôi sẽ chia sẻ lần lượt tới bạn ở mỗi chương sau đây. Tôi mong bạn sẽ đọc hết cuốn sách này vì tôi tin nó sẽ giúp ích cho dự án sắp tới của bạn. Cảm ơn bạn vì đã luôn tin tưởng, đồng hành và theo dõi những chia sẻ của tôi. Thân mến, Trịnh Văn Mạnh. Phần 1. Mới đầu tư bất động sản thì nên bắt đầu như thế nào? Chương 1. Mới đầu tư bất động sản thì nên bắt đầu như thế nào? Tôi thường xuyên nhận được một vài email đặt cho tôi các câu hỏi kiểu như: bây giờ với số vốn 500 triệu thì đầu tư như thế nào? Thậm chí có những bạn có 5-10 tỷ rồi cũng email hỏi tôi như vậy. Bất động sản là một trong ba nhu cầu thiết yếu nhất của con người: ăn, mặc, ở. Bất động sản không chỉ là một cái nhà để ở. Bất động sản có thể là một cửa hàng, văn phòng để kinh doanh, hay bạn làm dịch vụ thì cần mặt bằng để xây dựng khách sạn, địa điểm du lịch, hoặc khi mất đi, bạn cũng cần một khu nghĩa trang, hoa viên. Như vậy, từ lúc sinh ra đến khi mất đi, trong quá trình buôn bán kinh doanh, chúng ta đều liên quan đến bất động sản. Trong tác phẩm Lão Hạc đã phải bán cậu vàng đi rồi tự tử, để lại cho con trai một mảnh đất. Tâm lý của người Việt Nam nói riêng, tâm lý của người châu Á nói chung, rất ưu tiên sở hữu bất động sản. Tỷ lệ bất động sản thường chiếm 70-80% trên tổng tài sản của họ. Nếu bạn có kiến thức thì sẽ kiếm được nhiều tiền từ lĩnh vực này. Để sở hữu được một bất động sản, có người tích góp 2-5 năm, có những người thậm chí phải để dành 10 năm mới đủ. Cuộc đời mỗi chúng ta chỉ có vài lần giao dịch bất động sản và chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi là có thể mất tiền, ít thì vài trăm triệu, nhiều thì lên đến vài tỷ. Tôi làm nghề bất động sản đến nay cũng gần 10 năm, vì tôi tập trung 100% vào bất động sản nên tôi chứng kiến được rất nhiều câu chuyện, từ thành công đến thất bại. Đó cũng là lý do chính để tôi ra mắt cuốn sách nhỏ này. Tôi hy vọng những gì tôi chia sẻ ở cuốn sách hướng dẫn định giá và tiềm năng tăng trưởng của một bất động sản sẽ giúp bạn giảm bớt được những rủi ro không đáng có trước khi xuống tiền. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu xem trước khi đầu tư bất động sản thì cần chuẩn bị những gì. Tôi thường xuyên nhận được một vài email đặt cho tôi các câu hỏi như: bây giờ, với số vốn 500 triệu thì đầu tư như thế nào? Thậm chí, có những bạn có 5-10 tỷ rồi cũng email hỏi tôi như vậy. Có bạn tâm sự rằng hiện tại bạn ấy có số vốn khoảng tầm 2 tỷ, nhưng bạn ấy làm biên chế nhà nước, không có nhiều thời gian đi khảo sát thị trường, đặc biệt là những thị trường ở xa. Còn những thị trường gần nhà thì bạn ấy có thể đi khảo sát được vào cuối tuần. Vì vậy, bạn ấy hỏi tôi cách để đầu tư hiệu quả khi không có nhiều thời gian. Hoặc một số bạn hỏi rằng bây giờ khởi nghiệp đầu tư bất động sản thì bắt đầu từ đâu? Tự chung, qua các câu hỏi này, tôi muốn tặng bạn một câu nói. Mấy năm về trước, tôi có xem video của thầy Thích Chân Quang nói về tiền bạc, nói về hạnh phúc gia đình, vân vân. Trong video có câu nói rất hay, đó là: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Mọi việc trong cuộc sống, trong kinh doanh
hay trong đầu tư bất động sản. Thành công hay không phụ thuộc vào 50-80% năng lực của chính bạn, chứ không liên quan nhiều đến công cụ. Đầu tư bất động sản là một trong những công cụ, phương tiện để bạn đi đến đích. Cá nhân tôi khi tư vấn cho một ai đó về đầu tư bất động sản thì phải lắng nghe mục tiêu đầu tư của họ, đặc biệt là về năng lực, nguồn lực họ đang có mới có thể tư vấn được. Hơn nữa, bất động sản có tính chất địa phương. Mới đây nhất, có một bạn gửi email cho tôi với thắc mắc: anh đánh giá thế nào về thị trường Hải Dương? Anh đánh giá thế nào về Nam Định? Vân vân. Thực tế là tôi chưa đầu tư ở Nam Định, cũng chưa đầu tư ở Hải Dương. Hiện tại, cá nhân tôi đang đầu tư ở ven Hà Nội. Bản thân tôi đã đầu tư được gần 10 năm. Để quyết định xuống tiền thì tôi cũng phải xác định đi 5 lần, 7 lượt. Mỗi lần đi công tác khoảng 1 tuần và cũng phải đi 5, 6 lần. Cộng thêm kha khá mối quan hệ với các nhà đầu tư tại thị trường đó thì may ra mới xuống tiền được. Rất khó để xảy ra việc bạn chỉ đơn thuần email hỏi một người nào đó rồi người ta trả lời, tiếp đó bạn đi đầu tư và bạn thắng. Nếu như bạn thắng thì bạn quá may mắn. Bạn đầu tư đúng giai đoạn thị trường đang hồi phục và đang tăng trưởng mạnh. Ai đầu tư cũng thắng. Và theo tôi, thói quen này không hề tốt. Vì sao? Nếu bạn chiến thắng thì bạn tôn sùng người ta. Vậy nếu bạn không chiến thắng thì sao? Một người không thể biết hết tất cả mọi thứ. Tôi đã từng làm qua nhiều loại hình bất động sản, đã từng làm thuê cho thuê, nhưng không phải chuyên gia trong mảng đó, không phải là người giỏi nhất trong mảng đó. Về cá nhân tôi đang hàng ngày thực hiện mục tiêu trở thành trùm trong ngách tăng trưởng. Do đó, những kiến thức trong ngách này tôi nắm rõ nhất và tự tin nhất. Bất động sản có tính chất địa phương. Tôi đang tập trung đầu tư ven đô Hà Nội, mà bạn hỏi tôi về Hải Dương. Tôi không nghiên cứu về thị trường đó thì chỉ có thể cho bạn lời khuyên dưới góc độ cá nhân tôi mà thôi. Quan điểm của tôi trong đầu tư bất động sản giống như đầu tư chứng khoán, giống như xây dựng doanh nghiệp. Nó đều là phương tiện để bạn đi đến cái đích cuối cùng. Vậy, cái đích cuối cùng của bạn là gì? Ví dụ, một bạn hỏi tôi, bạn ấy đang có 2 tỷ thì nên đầu tư mở cửa hàng buôn bán hay đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản. Để tư vấn cho bạn ấy tốt nhất, tôi cần bạn ấy trả lời câu hỏi: với số vốn 2 tỷ thì bạn mong muốn điều gì? Bạn mong muốn tạo ra dòng tiền 10% một năm hay bạn mong muốn đạt được lợi nhuận lãi vốn là 25-30% một năm, hay là bạn muốn nhiều hơn nữa? Bạn cần phải có một cái đích rõ ràng và cụ thể. Nếu bạn muốn số vốn tăng trưởng nhiều hơn thì kiến thức của bạn về lĩnh vực đó cũng phải nhiều hơn. Đối với những bạn mới đầu tư bất động sản hoặc trước đây đầu tư nhưng chưa hiệu quả lắm và bây giờ bạn nghiêm túc hơn với đầu tư bất động sản, bạn muốn làm giàu từ đầu tư bất động sản, bạn không muốn nhìn đồng tiền của mình bị bào mòn, thì một, điều đầu tiên là bạn phải xác định dài hơi, bạn cần đầu tư thời gian cho nó. Cụ thể là như thế nào? Cá nhân tôi đang duy trì các thói quen. Đọc các trang tin tức vào mỗi buổi sáng. Khi đọc, luôn kèm theo một cuốn sổ để ghi lại các cơ hội đầu tư của thị trường và ghi chép những câu chuyện hay để làm bài học cho mình. Đặt hàng những tạp chí về đầu tư chuyên sâu của một số đơn vị phát hành để biết được những thông tin thị trường chính xác nhất. Những thông tin phải trả phí thì chất lượng sẽ cao hơn. Tham gia vào cộng đồng riêng của bản thân. Tôi và một số anh em thân thiết kết hợp lại thành một cộng đồng về đầu tư và thường xuyên gặp nhau cà phê. Đấy là những người tôi biết. Tôi thấy họ đang bỏ tiền ra để đầu tư và cùng quan điểm với mình. Có như vậy thì chúng tôi mới giao lưu được với nhau để cùng nhau trao đổi. Không bao giờ xa rời thị trường. Thường xuyên khảo sát thị trường. Như các bạn biết đấy, thị trường thay đổi liên tục. Cách đây một tháng nó là thế này, nhưng sau một tháng nó đã thay đổi rồi. Mình phải liên tục cập nhật tin tức của thị trường. Bên trên là 4 việc tôi thường xuyên làm. Ngoài ra, tôi đọc sách liên quan đến bất động sản, tham dự các hội thảo, sự kiện. Những việc này tôi phải làm hàng năm. Vì khi bạn phát triển bản thân, kiến thức của bạn tăng lên, năng lực của bạn tăng lên, thì việc đầu tư của bạn sẽ an toàn hơn và lợi nhuận sẽ cao hơn. Đối với những bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, thì hãy bắt đầu xây dựng ekip của mình. Không ai có thể giỏi tất cả mọi thứ, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Không ai làm tất cả mọi việc được, vì bất động sản cũng gồm nhiều công đoạn khác nhau. Bạn cần có một ekip thì mới có được lợi nhuận cao.
Tại sao tôi nói bất động sản giống như một phương tiện? Bạn có thể đã nhìn thấy nhiều anh chị tình cờ hay may mắn kiếm được tiền qua sốt đất, nhưng vì không có kiến thức về quản lý tài chính, thực tế là chưa bao giờ đi học về quản lý tài chính cá nhân cả, nên tiêu xài và bắt đầu đầu tư lung tung. Họ cũng giống như một số người hỏi qua một người bạn, một vị chuyên gia nào đó trên TV và thấy họ nói thế này thế kia rồi bắt đầu cầm tiền đầu tư theo. Hoặc đơn giản là tham gia buổi mở bán tại một khách sạn 5 sao nào đó, các bạn nhân viên bán hàng thì ăn mặc chuyên nghiệp, có cách bán hàng chuyên nghiệp, thế là họ bỏ tiền ra mua mà không hề đặt câu hỏi, mình đầu tư để làm gì? Với tôi, tất cả chỉ là phương tiện thôi, bất động sản cũng là một phương tiện. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn đầu tư hoặc không, hoặc cũng có thể lựa chọn đầu tư chứng khoán. Riêng tôi chọn bất động sản vì tôi rất yêu nó, đam mê nó. Việc đi xem đất khiến tôi thấy phấn chấn. Nhưng ngược lại, một số anh chị đi xem đất lại không có cảm giác hứng thú. Nếu không thích đi xem đất thì bạn rất khó đầu tư bất động sản. Vì đầu tư bất động sản là bạn phải lao ra thị trường, không được ngại. Có những người bạn hỏi tôi những câu bâng quơ thì thường tôi sẽ không trả lời. Vì ít nhất bạn nên cho tôi biết những thông tin như vốn bạn đang có, bài toán kinh doanh của bạn như thế nào, giá đất khu vực bạn đang tìm hiểu là bao nhiêu, giá bạn mua vào là bao nhiêu, kế hoạch của bạn ra sao, bạn dự định thời điểm bán ra là khi nào, chi phí và lợi nhuận dự kiến là bao nhiêu. Và bạn nên hỏi những người đang đầu tư tại địa phương đó là tốt nhất. 2. Là bạn tìm kiếm những nguồn thông tin tại những địa phương mà bạn quan tâm. Ví dụ, nếu bạn muốn đầu tư ở ven Hà Nội như Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh thì bạn cần tới địa điểm đó trong khoảng một tuần, chứ không nên ngồi ở nhà và hỏi một ai đó, vì bất động sản có tính chất địa phương. Không một chuyên gia nào có thể giỏi tất cả mọi thứ. Bạn có thể là chuyên gia trong khu vực này, nhưng sang một khu vực khác thì bạn là tay mơ. Bạn phải nghiên cứu lại từ đầu. Những nguyên lý, kiến thức của bạn là đúng, nhưng bạn phải nghiên cứu thị trường mới từ đầu thì mới đảm bảo được. Vậy, khi xuống thị trường đó, bạn cần làm những gì? Dạo qua một số văn phòng bất động sản, văn phòng công chứng, tìm kiếm các nhà đầu tư tại thị trường đó, kết bạn, mời họ đi cà phê. Bạn trả phí cho họ, vì để đầu tư thì họ cũng phải nghiên cứu mất một thời gian thì mới có nhiều thứ để chia sẻ cho bạn. Đi nghiên cứu, đi xem đất ở khu vực đó. Trước đó thì bạn cần có một mục tiêu về đầu tư. Sau khi làm những việc này thì dần dần bạn sẽ vỡ ra nhiều điều. Bạn nên hình thành thói quen làm chủ được khoản đầu tư của mình thay vì nghe lời khuyên của người này, tư vấn của người kia. Sau một thời gian tĩnh tâm lại thì tôi thấy rằng trong mấy năm vừa qua tôi phát triển bản thân rất tốt. Như bạn biết đấy, dù bạn kinh doanh hay đầu tư bất động sản thì khi kiến thức của bạn tăng lên, năng lực của bạn cũng tăng lên, đồng nghĩa với thu nhập, tài sản của bạn cũng tăng. Trước đây, tôi có đọc một cuốn sách mang tựa đề Thay đổi tất cả, chỉ trừ vợ và con. Tôi cũng nhớ lại thời sinh viên, tôi hay nói với bạn bè rằng mỗi người chúng ta đang sống trong một cái hộp của riêng mình. Ví dụ, ở gia đình tôi, đứa lớn đang học mẫu giáo thì cái hộp của nó sẽ là trường mẫu giáo. Đứa nhỏ chưa đi học nên cái hộp của nó sẽ là bố mẹ, ông bà nội ngoại. Đến khi học cấp 2, cấp 3 thì cái hộp đó lớn dần lên. Nhiều người học hết cấp 3 sẽ tiếp tục học đại học rồi vào làm tại một cơ quan nào đó cả đời. Cuộc đời họ sẽ bị đóng gói trong cái hộp như vậy. Nhiều năm trôi qua thì tư duy vẫn vậy, chỉ có tuổi tác tăng lên mà thôi. Vì vậy, để phát triển thì bạn phải thay đổi cái hộp của chính mình. Nghĩa là gì? Thay đổi đầu tiên chính là những người bạn thường xuyên gặp gỡ và trao đổi. Hãy chơi với những người mà mình muốn trở thành, mang chung tần sóng của mình. Xây dựng các thói quen tốt và tạo dựng tâm lý vững vàng. Thói quen của đa số các nhà đầu tư là quyết định bằng cảm xúc. Điều đó có thể khiến cho bạn ra những quyết định sai lầm. Nhẹ thì mất vài trăm triệu, còn không thì có thể mất đến tiền tỷ. Bạn nói rằng bạn đam mê bất động sản. Vậy, bạn đang dành bao nhiêu thời gian cho bất động sản? Bạn đang chi bao nhiêu tiền cho việc khảo sát thị trường?
Bạn đang làm những gì để xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư bất động sản? Bạn đang chi bao nhiêu tiền để tham dự vài khóa học về đầu tư bất động sản? Khi được hỏi, bạn có muốn đầu tư bất động sản không? Rất nhiều người nói, có. Nhưng khi được hỏi, bạn sẵn sàng bỏ tiền túi ra để tham gia các khóa học nâng cao kiến thức về đầu tư chứ? Thì đến 77% im lặng. Tin về thị trường trên báo tăng rất nhiều, nhưng tôi vẫn bỏ tiền hàng tháng để nhận tin từ một đơn vị chuyên nghiệp. Bởi lẽ, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Không có gì là miễn phí cả. Kiểu gì bạn cũng phải trả một cái giá nào đó. Chỉ là bạn trả trước hay trả sau, trả giá nhiều hay ít mà thôi. Tóm lại, tôi muốn nói với bạn rằng, để bắt đầu vào con đường đầu tư bất động sản thì bạn phải dành thời gian cho nó. Bạn phải thay đổi môi trường xung quanh mình, phải chơi với những người cũng kinh doanh và đầu tư như bạn. Hiện tại, trong danh mục của tôi có rất nhiều cơ hội đầu tư bất động sản. Một phần là do tôi tự đi nghiên cứu thị trường để tìm ra, nhưng đến 80% còn lại là do các nhà đầu tư khác đẩy thông tin cho tôi. Đấy chính là sức mạnh của mối quan hệ. Để có những mối quan hệ như vậy, thì bạn phải dành thời gian để đi giao lưu, kết nối bằng nhiều cách khác nhau. Đôi lúc tôi đi gặp 10 người, nhưng 9 người chém gió, chỉ có một người có cơ hội thôi. Nhưng không vì vậy mà tôi không đi gặp 9 người kia nữa, vì gặp đủ 10 người thì mới tìm được một người có cơ hội đầu tư tốt nhất. Cuối cùng, tôi chúc bạn đặt ra được cho mình một mục tiêu lớn và làm đầy cái hộp của mình bằng những mối quan hệ tốt với thật nhiều nhà đầu tư bất động sản xung quanh. Chúc bạn ngày càng phát triển hơn nữa. Bạn càng phát triển bản thân thì càng nhiều cơ hội tốt đến với bạn. Chương 2. Câu hỏi quan trọng nhất trước khi xuống tiền đầu tư bất động sản là gì? Có một số bạn hỏi tôi rằng, anh có 2 tỷ nên đầu tư ở đâu? Hay, anh có 4 đến 5 tỷ thì nên đầu tư ở đâu để sinh lời hả em? Một số người khác thì đưa ra những thông tin cụ thể hơn như vị trí của lô đất, giá định mua, tình trạng pháp lý và hỏi tôi rằng với các thông tin như vậy thì có nên mua không? Sẽ hơi khó để tôi trả lời các câu hỏi tương tự như vậy vì hai lý do. Thứ nhất, nhắc lại để bạn nhớ, bất động sản mang tính chất địa phương và nó còn rất nhiều chủng loại và sản phẩm khác nhau. Khi tiến hành đầu tư thì phải nghiên cứu. Tôi đã từng nghiên cứu bất động sản ở ven khu công nghiệp ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Vì thế, nếu bạn hỏi tôi kinh nghiệm xây phòng trọ cho thuê ở ven khu công nghiệp Bắc Ninh, thì tôi có thể trả lời được. Theo quan điểm của tôi, nếu bạn chưa nghiên cứu, chưa hiểu tình hình, diễn biến của khu vực đó và chưa nắm chắc được con số, dữ liệu ở khu vực đó thì chưa nên đầu tư, vì đầu tư bất động sản cần số tiền tương đối lớn. Có nhiều người đang đầu tư theo kiểu chạy theo tin đồn mà không hề nghiên cứu thị trường. Tôi còn nhớ năm 2017, có tin đồn là Long Biên sẽ được lên quận và Hà Nội chuẩn bị xây 4 cây cầu. Mọi thứ chưa thành sự thật, nhưng mọi người đã ồ ạt đi mua đất rồi. Tôi còn quen một nhà đầu tư đi đầu tư ở khắp các tỉnh thành khác nhau, song vẫn mất tiền. Nhưng có những người quyết tâm đầu tư trên chính quê hương mình, ngay chính những khu vực xung quanh nơi ở của mình, thì lại thắng. Tại sao vậy? Vì bất động sản gần khu mình sống thì dễ đi khảo sát hơn, dễ nắm bắt thông tin về giá, lịch sử giá hay địa hình hơn. Đây là lý do tôi không thể trả lời những câu hỏi vu vơ cho bạn. Muốn trả lời được thì bạn phải cung cấp cho tôi đầy đủ các thông tin về thị trường đó, hoặc là tôi phải đi khảo sát thị trường. Thứ hai là tôi không biết mục tiêu của bạn là gì. Nếu mục tiêu của bạn là dòng tiền thì sẽ có chiến lược khác, và kế hoạch để đạt dòng tiền 10% một năm sẽ khác với kế hoạch để cho dòng tiền 30% một năm. Nếu mục tiêu của bạn là lãi vốn thì chiến lược cũng sẽ khác. Vì vậy, nhất định bạn phải trả lời được câu hỏi trước khi xuống tiền đầu tư, mục tiêu của bản thân là gì? Cụ thể, mục tiêu của bạn cần đảm bảo mọi thứ đều phải quy về con số và các yếu tố sau. Số tiền định đầu tư bao gồm tiền của bạn đang có, tiền huy động vốn nếu có, lãi suất vay, kế hoạch phân bổ khoản vốn đó, ngắn hạn dưới 1 năm, trung hạn 1 đến 3 năm hay dài hạn trên 3 năm. Thậm chí, những người có dòng tiền dư giả thì mua 5 năm sau mới tính.
mục tiêu đầu tư, dòng tiền hay lãi vốn. Dòng tiền, xác định giữ tài sản lâu dài và chỉ khai thác giá trị của tài sản đó. Bạn có thể làm các mô hình như là xây cho thuê. Lãi vốn, phần chênh lệch dương giữa giá mua và giá bán tài sản đó sau một thời gian. Ví dụ, một căn nhà được mua với giá 100 triệu đồng trong năm 1996, người chủ không phải sửa chữa gì đáng kể. Năm 1998, anh ta bán lại với giá 150 triệu đồng. Vậy, lãi vốn mà anh ta thu được là 50 triệu đồng. Ví dụ, có một số nhà đầu tư đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như phải có sổ đỏ, pháp lý rõ ràng, dòng tiền đạt 6% một năm. Mục tiêu và nền tảng của bản thân có gì? Thế mạnh của bạn là gì? Các mối quan hệ với môi giới, mối quan hệ trong nhà nước như thế nào? Sau khi đã rõ ràng về mục tiêu thì bạn cần trả lời câu hỏi: sản phẩm tôi lựa chọn là gì? Ví dụ, bạn có 1 tỷ và muốn đầu tư đất nền để lấy lãi vốn thì bạn cần khoanh vùng các dự án trong tầm tiền bạn đang có, khoanh vùng vị trí địa lý mà bạn dễ tiếp cận nhất các nguồn thông tin của nó, khoanh vùng loại sản phẩm mà bạn có nhiều cơ hội khảo sát và xác thực thông tin chính xác nhất, lựa chọn loại sản phẩm đạt được mục tiêu về lãi vốn mà bạn đặt ra. Lưu ý, bạn không nên đầu tư dàn trải nhiều nơi, hãy tập trung ở khu vực mà bạn am hiểu nhất. Chốt lại, dù bạn chọn khu vực nào, phân khúc nào, sản phẩm nào thì luôn phải nhớ: mục tiêu của tôi là, sản phẩm của tôi lựa chọn là, và đầu tư chất xám, đầu tư thời gian để nghiên cứu kỹ về thị trường đó trước khi xuống tiền. Chương 3. Tập trung vào ngách của bạn nếu bạn không muốn mất tiền. Nhiều bạn thắc mắc, ngách ở đây có phải ngõ ngách không? Chủ đề mà tôi muốn chia sẻ ở phần này là hãy tập trung vào ngách của mình. Khi tôi chia sẻ về bất động sản ngách thì nhiều bạn hỏi rằng ngách ở đây có phải ngõ ngách không? Ngách ở đây là khái niệm tổng hợp gồm thị trường tối ưu, sự cân đối giữa mục tiêu, nền tảng, nguồn lực và thị trường, công cụ. Vậy, tại sao phải tập trung vào ngách? Trong thế giới kinh doanh có rất nhiều ngành nghề khác nhau, trong thế giới đầu tư bất động sản cũng vậy. Có nhiều sản phẩm khác nhau, thị trường khác nhau, chưa kể việc đầu tư bất động sản gồm rất nhiều khâu. Tìm đất để am hiểu thị trường, pháp lý như thế nào, đặc biệt luật pháp ở Việt Nam thay đổi rất nhanh. Những thị trường mới nổi, mới có chủ trương đầu tư, chưa có nhiều việc làm, chưa có nhiều chuyên gia đổ về sinh sống, mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển thì phụ thuộc phần lớn vào chủ trương và chính sách của nhà nước. Chỉ cần chủ trương và chính sách thay đổi là thị trường đó lao đao. Ngày 10 tháng 6 năm 2018, Quốc hội ra thông báo tạm hoãn luật đặc khu kinh tế. Trước đó, thị trường Bắc Vân Phong, thị trường Phú Quốc đã bị trầm lắng, giá không tăng và ít giao dịch. Sau khi tạm hoãn luật đặc khu thì thị trường Vân Đồn cũng đóng băng. Không ai có thể dự đoán trước quá lâu về thị trường. Những thị trường mới nổi thường sẽ thay đổi theo từng tuần, từng tháng. Nên nếu các chiến lược và kế hoạch đầu tư của bạn không được cập nhật thì nó sẽ lỗi thời và sai hiện tại. Chưa kể đến có rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Do đó, giữa vô vàn thị trường, sản phẩm, mỗi người chỉ giỏi được một nghề, một ngách của mình mà thôi. Cá nhân tôi đang đầu tư vào ngách tăng trưởng để gia tăng đồng vốn của mình, tập trung vào những khoản đầu tư để gia tăng vốn trong vòng 3 đến 6 tháng, tối đa là 10 tháng. Tôi có một người bạn, bạn ấy đã làm chuyên về thuê cho thuê lại được hơn 7 năm nay. Ban đầu, bạn ấy cũng chỉ làm những căn nhà nhỏ có 4 đến 5 đến 10 phòng ngủ thôi. Sau đó là các tòa chung cư mini 10, 20, 50, 70 phòng. Tiếp đến là các tòa căn hộ dịch vụ, khoảng 500 căn hộ cao cấp, giá từ 4, 7, 8 triệu. Căn hộ dịch vụ 400 đến 1.000 đô cho người nước ngoài thuê. Lý do tại sao tôi nói cho bạn nên tập trung vào một ngách? Vì bạn vẫn có thể kiếm được tiền bất chấp thị trường có đi lên hay đi xuống. Khi bạn tập trung vào một ngách, bạn có một ekip, có người giỏi về thị trường, họ sẽ lùng được quỹ đất với giá hợp lý. Đất của người đang cần bán gấp, giá bằng hoặc giá thấp hơn giá thị trường. Người chuyên về pháp lý để đảm bảo an toàn, vì trong bất động sản rủi ro về pháp lý là rủi ro lớn nhất.
Chỉ cần sai hay thiếu một thông tin rất nhỏ là bạn có thể không rút được vốn ra. Ngoài ra, đội nhóm của tôi còn phải có những người chuyên về thiết kế, bán hàng. Tập trung vào ngách của bạn và làm công việc bạn giỏi nhất thì mới đem lại được nhiều lợi nhuận nhất. Người bạn tôi nói ở trên cũng vậy. Bạn ấy tập trung mảng thuê cho thuê 7 năm rồi. Vì vậy, kỹ năng quản lý bất động sản, kỹ năng quản lý tài chính, dịch vụ khách hàng vô cùng thành thục. Bạn ấy quản lý hơn 500 phòng cho thuê một cách nhẹ nhàng mà vẫn thu được lợi nhuận. Có nhiều nhà đầu tư cá nhân đầu tư theo kiểu dàn trải, sản phẩm nào, khu vực nào cũng đều có mặt. Đến khi thị trường thay đổi thì họ trở tay không kịp vì họ chỉ có một kỹ năng duy nhất là dư tiền đi mua đất thôi. Họ thiếu kỹ năng nhận định và phân tích thị trường. Họ không có các mối quan hệ sâu để cập nhật thị trường cho mình. Họ không có đội ngũ bán hàng đủ mạnh để bán hàng cho họ lúc thị trường khó khăn. Do vậy, những người không có kiến thức là những người chịu rủi ro nhiều nhất. Và để có kiến thức thì bạn cần tập trung vào một thị trường, nghiên cứu và thực hành chuyên sâu về nó. Còn không, bạn sẽ phải phụ thuộc vào thị trường. Thị trường lên thì bạn kiếm được tiền. Thay đổi thì bạn không kiếm được tiền, có khi còn bị mất tiền. Vì vậy, khi bạn tập trung vào ngách của mình, thì dù người khác không kiếm được tiền, thì tiền vẫn chảy vào túi của bạn. Tóm lại, theo tôi thì bạn nên lựa chọn cho mình một ngách cụ thể nào đó và xây dựng cho mình một ekip. Bạn và ekip của mình phải phấn đấu để trở thành chuyên gia trong ngách đó, lĩnh vực đó, sản phẩm đó. Có như vậy, bạn mới kiếm được tiền mà không phải phụ thuộc vào sự lên xuống của thị trường. Để tìm hiểu chi tiết hơn về bất động sản ngách là gì, mời các bạn xem video tại đây. Chương 4. Có 1 tỷ nên đầu tư bất động sản ở đâu? Vẫn là những câu hỏi quen thuộc mọi người thường hỏi tôi. Mình đang dư 1 tỷ thì mình nên đầu tư ở đâu? Thậm chí có những bạn dư 5 đến 10 tỷ cũng chưa biết nên đầu tư ở đâu. Mạnh đánh giá thế nào về thị trường Quảng Ninh, thị trường Đà Nẵng? Bất động sản anh mua lúc 14 triệu một mét vuông, giờ tăng lên 18 triệu một mét vuông thì anh có nên bán không? Tự chung lại, những câu hỏi này rất khó để trả lời bởi vì mục tiêu đầu tư của mỗi người là khác nhau, năng lực sử dụng vốn của mỗi người là khác nhau. Ví dụ, cùng có trong tay 1 tỷ, nhưng người đặt mục tiêu trong 1 năm từ 1 tỷ đó phải thu về được 2 đến 3 tỷ. Có người thì ăn chắc mặc bền, chỉ muốn 1 tỷ đó mỗi năm sinh lời 20 đến 30% một năm thôi. Và cũng có những người chỉ cần từ 1 tỷ đó đem lại dòng tiền 5 đến 7 triệu một tháng để có thu nhập thụ động. Như bạn thấy thì mỗi người có một mục tiêu khác nhau, năng lực sử dụng vốn của mỗi người cũng khác nhau. Trong ekip của tôi có một nhân sự với hơn 10 năm kinh nghiệm, anh ấy có một năng lực rất tuyệt vời, với sự uy tín và kỹ năng đàm phán rất tốt chuyên cho một thị trường. Ví dụ, có những dự án nhờ anh ấy đàm phán mà chúng tôi chỉ phải trả trước một số tiền rất nhỏ, tương đương 5 đến 10% giá trị của lô đất đó. Số tiền còn lại sẽ chia làm 3 lần trả trong vòng 2 đến 3 tháng. Đặc biệt, giá trị lô đất đó sau 2 đến 3 tháng là đủ thời gian để thay đổi rồi. Giả sử lô đất đó là 10 tỷ, tôi chỉ cần trả trước 500 triệu đến 1 tỷ. Vậy là trong 3 tháng, tôi có đòn bẩy tận 9 đến 9,5 tỷ. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng, hễ chồng đi đâu thì vợ tới đó. Họ có nguồn thu ổn định từ kinh doanh và bây giờ họ cùng nhau đầu tư bất động sản. Sau khi tâm sự với họ, tôi càng có một niềm tin. Không quan trọng đó là thị trường nào, quan trọng là năng lực của bạn đến đâu. Anh chị tập trung vào bất động sản trang trại và nghỉ dưỡng trên Mộc Châu. Có những bất động sản đem về dòng tiền lên tới 20% một năm. Có những khoản đầu tư nhân lên gấp 3-4 lần trong 4 năm. Vậy là họ vừa có dòng tiền, vừa có lãi vốn, ngay trong thị trường chưa quá sôi động. Trong khi có một số anh chị tham gia vào nhiều thị trường tốt mà vẫn bị mất tiền. Tất cả cũng bởi vì họ không đủ kiến thức để làm chủ khoản đầu tư của mình. Tôi muốn nhấn mạnh quan điểm, không quan trọng bạn đầu tư ở đâu mà quan trọng là kiến thức của bạn ra sao. Nếu bạn có kiến thức, có năng lực thì đầu tư ở đâu bạn cũng sẽ thắng. Vì vậy, thay vì trả lời câu hỏi có 1 tỷ nên đầu tư bất động sản ở đâu, thì tôi sẽ giúp bạn biết trước khi xuống tiền cho một thương vụ, bạn cần làm những gì. 1. Trước tiên, bạn cần làm chủ được số tiền của mình thông qua việc làm chủ kế hoạch đầu tư
mục tiêu, chiến lược đầu tư trong cả ngắn hạn và dài hạn. 2. Mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của bạn với đầu tư bất động sản là gì? 3. Mục tiêu của bạn trong thị trường này là sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn muốn có dòng tiền hay lãi vốn hay cả hai? Từ những điều này, bạn sẽ lên được chiến lược và kế hoạch đầu tư. Kế hoạch thì cần cụ thể, mua như thế nào, bán ra sao, huy động vốn, marketing, quản lý bất động sản đó như thế nào. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tạo dựng cho mình một ekip hoặc một cộng đồng của riêng mình, vì không ai có thể giỏi được tất cả mọi việc. Mỗi người chuyên một mảng thì sẽ đi lâu bền hơn và chắc chắn hơn. Tôi muốn chia sẻ ngoài lề một chút. Trước khi đầu tư, tôi khuyên bạn nên chuẩn bị hai thứ. Một là đầu tư vào bản thân, ở đây chính là kiến thức. Khi đầu tư, mọi người thường sử dụng rất nhiều loại đòn bẩy như tài chính, mối quan hệ, tài năng của người khác. Nhưng để sử dụng những loại đòn bẩy này thì bạn cần đòn bẩy trí tuệ của mình. Thay đổi tư duy và suy nghĩ những điều tích cực như việc dám vay ngân hàng, dám huy động vốn. Lập kế hoạch trước mỗi thương vụ đầu tư. Có một lần tôi đi Grab và nói chuyện với anh tài xế. Anh tâm sự, anh thích cả nhà và xe ô tô, nhưng không đủ tài chính nên anh phải mua xe trả góp trước và chạy Grab để trả góp hàng tháng, chẳng biết đến bao giờ mới có nhà. Đúng là nếu cứ làm như hiện tại thì không biết đến bao giờ anh mới trả xong tiền xe và có cho mình một bất động sản. Rất nhiều người vẫn đang giữ những thói quen cũ và tư duy cũ. Họ nghĩ rằng để đầu tư bất động sản phải cần rất nhiều tiền. Nhưng tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện. Tôi có một người bạn, năm 2018, bạn ấy có trong tay 200 triệu và vay thêm ngân hàng 400 triệu để mua một bất động sản. Đến năm nay, năm 2020, bạn ấy bán bất động sản đó và thu về được 1,2 tỷ, lãi 600 triệu trong 2 năm. Trong khi vốn bạn ấy bỏ ra là 200 triệu, 400 triệu là huy động vốn. Vì vậy, nếu thực sự muốn tham gia vào đầu tư bất động sản thì bạn nên thay đổi quan điểm và tư duy trước tiên. Sau đó, bạn đầu tư kiến thức cho chính bản thân mình. Nếu không tự nâng kiến thức của mình lên thì bạn luôn phải phụ thuộc vào người khác. Bạn đi hỏi người A, người B. Nếu thắng thì bạn không phải chia phần cho ai. Còn nếu thua thì cũng không ai chịu trách nhiệm cho bạn cả. Nên bắt buộc bạn phải làm chủ khoản đầu tư của mình. Chỉ bản thân bạn mới biết chính xác tiềm lực của mình thế nào, năng lực của mình là gì, mục tiêu cụ thể của cuộc đời mình. Có bạn từng hỏi tôi, tại sao tôi cũng đầu tư tiền nhưng chưa thành công? Tôi xin trả lời, chưa đến lúc thành công thôi. Tôi bắt đầu tham dự các khóa học về phát triển bản thân và đầu tư kinh doanh từ năm 2009. Nhưng mãi đến năm 2017, tôi mới có được những kết quả đột phá. Còn trước đó, nó chỉ nhỏ giọt, có nhưng chưa bứt phá. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các kiến thức về đầu tư bất động sản, thì hãy truy cập link này. www.trinhvanmanh.com/shop. Chắc chắn việc học của bạn sẽ có kết quả. Quan trọng nhất là bạn phải thực hành, bạn phải hành động.